Đây là tiếng nói Lach Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 121 của bộ truyện Huyền giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Động Thiên Phúc Địa Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước Ở tập trước thì Thạch Mục uh, đang ở trên đường uh, di chuyển để có thể về Thanh Lan Thánh Địa Thì đến một cái uh, hành tinh Thì ở nơi đây thì không ngờ gặp lại Tây Môn Tuyết thì Thạch Mục và Yên Lam mới đi theo Tây Môn Tuyết nhưng mà cũng không có lộ diện thực sự Thì cũng trong một phen tranh đấu thì ra tay cứu được Tây Môn Tuyết Rồi sau đó chỉ là hỏi thăm như là khách qua đường rồi chia tay nhau Rồi sau đó Thạch Mục tiến về cái nơi mà có cái à, cái cái Có cái truyền thống trận đi cái tinh vực khác, à, đi cái nơi khác Thì không ngờ giữa đường lại gặp lại cái đám mà sư huynh sư tỷ của Tây Môn Tuyết thì do cái đám này trước đây trong cái trận đánh vừa rồi Ờ, không có bắt được những cái tên um, phản bội gì đó vì vậy mà tay không trở về lúc này xuất hiện ở đây um, cố tình du quan cho thành mục để có thể bắt thành mục đem về để bồi tội với tông môn hay sau đó thì đoạn cuối tập trước lúc này thạch mục cũng không có sợ nhưng mà cái đám người của hôn sư huynh sư tỷ của tây môn Tuyết là đám người của ly trường tông á sử dụng một cái trận pháp rồi tỏa ra một cái đại trận tạo hình ra một cái con thú đánh về phía thạch mục diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người lôi cực thú yên la lẩm bẩm một câu thạch mục không khỏi nhướng mày không ngờ thứ trong tay trần cương lại có thể mượn lực thiên lôi biến ảo ra loại thượng cổ dị thú đáng sợ như là lôi cực thú trong truyền thuyết thượng cổ lôi cực thú chính là thần thú cai quản sấm sét trên người có lực lượng huyền lôi nguyên thủy và tinh khiết nhất có điều con dị thú điện quan trước mắt dù sao cũng là biến ảo mà ra cũng không phải là thực thể toàn thân nó có màu tím cũng không xứng với lôi cực thú toàn thân đen kịch như là trong truyền thuyết Thành mục nhanh chóng khôi phục lại tinh thần trên người tỏa ra ánh sáng hay màu đỏ sậm và lam nhạt hai cánh thủy hỏa lập tức hiện ra bên ngoài da hiện lên từng từng vảy vàng bao trùm toàn bộ thân thể một tiếng gầm gừ rung động cả đất trời con lôi cực dị thú kia nhào tới hai lưỡi trảo đánh lên trên cái mạng sáng xanh lam bảo vệ thạch mục răng rác một tiếng mấy luồng điện quang màu tím sắc bén từ đầu móng vuốt nó phun ra trong nháy mắt đánh lên cái mạng sáng xanh lam vẽ ra từng khe nước kéo dài toàn bộ mạng sáng chấn động phá cho ta giữa không trung mắt của tận cương lóe lên vẻ hung ác trong miệng quát lớn một tiếng hai tay nổi gân truy đá màu tím một lần nữa ép xuống Quanh thân của lôi cực dị thú, điện quang tăng mạnh. Một lưỡi rảo cực lớn bên trên hiện lên điện quang màu tím dày đặc như sương mù, sau đó lập tức vung xuống đập lên cái mạng sáng xanh lam. Tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, điện mang màu tím nổ tung khiến cho mạng sáng xanh lam đầy rẫy vết nước kia lập tức vỡ ra. Ánh sáng xanh lam chen lẫn ánh sáng tím tỏa ra bốn phía. Xoèn xoẹt, một luồng điện mang lớn bằng cánh tay trẻ con giống như là một thanh trường mâu màu tím từ chiếc sừng trên đầu lôi cực thú bắn ra nhằm về phía lộng ngực thạch mục. Dưới tình thế cấp bách, hai cánh sau lưng thạch mục thu về trước người, đánh về phía thanh trường mâu sấm sét màu tím. Trường mâu sấm sét và hai cánh thủy hỏa va chạm kịch liệt, ánh sáng ba màu tím làm đỏ không ngừng lóe lên, trong không trung truyền ra tiếng vang khiến người ta hoảng sợ. Phùng phục hai tiếng, hai cánh thủy hỏa bảo vệ trước người thạch mục bị xuyên thủng. Thanh trường mâu sấm sét kia ngay khi xuyên thấu qua hai cánh thủy hỏa thì lập tức va chạm vào một cái tầng giáp nước màu lam nhạt. Trên giáp nước sóng nước lưu động, lực xung kích khổng lồ từ trên trường mâu sấm sét truyền tới, bị cái tầng luồng sóng nước di dời đi từng phần một. Cùng lúc đó, từng luồng điện quang màu tím cũng dần tứ tán theo gần sóng bên trên giáp nước. Giáp nước do Minh Thủy quyết biến thành có sức phòng ngự vô cùng xuất chúng, nhưng mà chung quy thời gian sử dụng cũng có hạn, sau khi tiêu hao quá nửa sức mạnh của trường mâu sấm sét, hóa thành một đám hơi nước rồi tản đi. Chỉ nghe phốc một tiếng, vẫy vàng ở vị trí xung quay xanh bên phải thạch mục vỡ vụn, một cái dòng máu tươi như là mũi tên bắn ra. Trường mâu sấm sét kia bị giáp nước triệt tiêu sức mạnh, khiến gốc bay lệch đi, cuối cùng xẹt qua lồng ngực thạch mục, đâm tới dưới nách của hắn. Trên miệng vết thương bên ngực phải thạch mục tia điện lập lòe, thạch mục chỉ cảm thấy thân thể tê rừng, linh lực vận chuyển trong cơ thể cũng trở nên không mượt mà. Hai cánh thủy hỏa sau lưng thu nhỏ lại gần một nửa, Tất cả những điều này nói thì lâu, thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thân thể thạch mục còn chưa kịp khôi phục, còn lôi cực dị thú kia một lần nữa dừng nanh muốn vuốt nhào về phía của hắn. Trên hai cái vuốt sắc bén tử điện lập lòe. Thạch mục chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng nổ vang lớn, nhưng mà linh lực không kịp điều động, chỉ trong nháy mắt đã bị lôi cực thú đè ở dưới thân. Đúng lúc này, bên tai thạch mục vang lên tiếng xé gió sắc bén, một hư ảnh trường thương màu bạc sắc bén xẹt qua tóc mai hắn mà đánh tới bên trên mang theo ma khí màu đen bắn về phía lôi cực thú ầm một tiếng vang trầm thấp ngay khi hư ảnh trường thương màu bạc đánh lên trên cái móng vuốt lôi cực thú ma khí mãnh liệt tỏa ra quấn quanh chân trước con dĩ thú bao trùm vào trong tia điện mãnh liệt trên người lôi cực thú bị ma khí cản lại thế xông tới hơi ngưng lại cách thạch một không xa yên la cầm thương bạc ở trong tay quanh thương hắc khí lượng lờ nhưng mà sắc mặt có phần tái nhợt đa tỏ tiếp theo giao nó cho ta thạch mục nhẹ giọng nói một câu thân thể lăn về phía sau một vòng một lần nữa đứng lên bên trên cánh tay trái tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt khi nóng từ bên trong bốc ra một trường quanh thân thể của hắn xuất hiện từng làn sóng nhiệt mà dùng mắt thường có thể nhìn thấy được thạch mục hét lớn một tiếng bước về phía trước một bước nắm đấm thu ở trước người đánh về phía lôi cực thú đang bị ma khí kiềm chế chỉ thấy giữa không trung một luồng quyền ảnh màu trắng khổng lồ đột nhiên xuất hiện mang theo lửa trắng sáng chói mắt đánh lên trên đầu lôi cực thú Lực lượng huyền lôi và lực lượng chí dương va chạm kịch liệt với nhau, lượng lớn xạ điện màu tím xông ra khỏi ngọn lửa trắng, lại thêm ma khí cuồn cuộn không ngừng va chạm vào nhau, cuối cùng ầm ầm nổ tung, tất cả đều không còn tồn tại. Chỉ thấy một luồng sóng khí hình quạt càng quét không gian, khiến tất cả đám đệ tử Ly Trần Tông đang bị trận xung quanh đều chấn động. Một lôi, người dám cấu kết bộ tộc khắc ma! Mái tóc đen của Từng Cương bay tán loạn, áo bào bay phần phật lớn tiếng quát. Thành Mục không thèm đáp lời, xoay cổ tay thu hồi lam tinh phiên đang lơ lửng trước người, há miệng phun ra một thanh cung đen nhỏ rơi vào trong tay hắn. Bàn tay nắm lấy vung lên, thanh cung đen kia đột nhiên dài ra, hóa thành một thanh trường cung màu đen dài chừng một trượng. Bây trận, giết hai tên dị tộc này! Cách đó không xa, nữ tử xinh đẹp lâm đào hét lớn một tiếng. Đám đệ tử ly trần tông lơ lửng xung quanh thạch mục, trên người tỏa ra đủ loại hào quang. Miệng liên tục ngâm tụng chú ngữ, bên trên linh khí lóe lên tử điện dùng dập áp tới cái mạng sáng hình cầu đang vây nhốt thạch mục bên trong mạng sáng hình cầu xuất hiện từng cái từng cái mụn khổng lồ từng luồng điện quan tím từ bên trong nổ tung bắn ra rồi điện tím từ vị trí nổ tung phóng ra đánh tới chỗ thạch mục dưới chân thạch mục khẽ động trường cung trong tay múa lên hóa thành cung ảnh đầy trời đánh tàn hết thảy rồi điện đang đánh tới hắn và yên la toàn lực đón đỡ tần cương thấy thạch mục cung thế ác liệt đồng môn của gã công kích không có chút hiệu quả nào hơi do dự một chút sau đó cắn răng trong con người lóe lên điện xà tím chùy đá một lần nữa giơ thẳng lên trời xung quanh là mái tóc đen lóe lên tia điện bên ngoài chùy đá liên tục sáng lên phụ văn quái dị cả người đắm chìm trong sấm sét màu tím giống như là một vị lôi thần hiện thế một tiếng sấm kêu chấn động đất trời màn mây đen bao phủ cả đỉnh núi đột nhiên xuất hiện vài khe hở khổng lồ bên trong lộ ra điện lưu cuồn cuộn giống như là vô số mảnh thú đang điên cuồng lại như sông lớn đang giận dữ khiến nửa vùng trời bị ánh tím bao phủ bên cạnh tần cương trong mắt lôi tích hiện lên vẻ âu lo trong miệng lẩm bẩm tần sư huynh à muốn dẫn huyền thiên lôi bọc sau liệu có quá miễn cưỡng hay không vậy một bên khác trong mắt lâm đào lóe lên vẻ khác thường khi nhìn về phía tần cương trên mặt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ thành một ngưỡng đồ nhìn vết nứt như là chia đôi mạng mây kia cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ từ bên trong truyền ra, không kiềm chế được nắm chặt trường cung đen ở trong tay. Ngay sau đó, hắn bước lên một bước, thân hình nhanh chóng xoay tròn giống như là con quay, như ý tướng thiết cung trong tay vung lên trở nên mờ ảo, chỉ còn lại vô số luồng tàn ảnh giữa không trung. Rồi điện từ trên mạng sáng xung quanh không ngừng đánh lên những cái tàn ảnh này, nhưng mà ngay khi va chạm thì lập tức bị đẩy lùi ra ngoài. Ánh sáng một đen một trắng từ trên tàn ảnh của thạch mục tỏa ra, một luồng khí xoáy dần hình thành với tốc độ dùng mắt thường có thể nhìn thấy được. Thạch một quát lớn một tiếng, luồng ánh sáng trắng kia đột nhiên phóng lên trời. Ánh sáng đèn lao xuống đất, cuối cùng hai luồng sáng đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, gần như cùng lúc va chạm vào cái màn sáng hình cầu kia. Màn sáng kia ầm ầm chấn động, mỗi tên đệ tử Ly Trần Tông đang áp trận đều cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ không cách nào chống đối xông tới, thân thể chấn động mạnh nhưng lại không bị đánh bay. Chỉ vậy thôi sao? Tần Cương lơ lửng giữa trời cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt ngưng lại, chùy đá trong tay đột nhiên đánh xuống dưới. Theo động tác của gã, trận kỳ trên tay lôi thích và lâm đào tỏa ra ánh sáng tím chói mắt, âm âm tán loạn. Thân hình hai người chấn động, trong mắt mũi miệng tay chảy ra máu tươi, rơi xuống phía dưới. Cùng lúc đó mây đen che phủ bầu trời, cuối cùng cũng không chịu trói buộc nữa, dùng dập tán ra bốn phía, sấm sét màu tím lập tức lộ ra. Từng tiếng sấm kêu điếc tai không ngừng nổ vang, bầu trời giống như là bị đánh nứt ra một lỗ hổng khổng lồ điện lưu cuồn cuộn như vô số con hung thú màu tím lại như là một dòng sông giận dữ từ bên trong cái lỗ hổng kia rút xuống tuôn về phía mạng sáng màu tím kia chỉ bằng ngươi mà cũng dám quy định với tuyết nhi sư muội hả vậy để ta dùng huyền thiên lôi bộc này tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng đi <laughs> giờ khắc này trên mặt tần cương hiện ra vẻ điên cuồng trong miệng gầm thét nhưng mà tiếng cười của gã còn chưa kịp ngừng lại thì trong miệng đã phun ra máu tươi khí tức trên người nhanh chóng suy giảm thân hình cũng không tránh khỏi lão đảo vài lần rơi xuống đất hiển nhiên lần cưỡng ép dẫn lôi bột này cũng khiến cho gã chịu phản phệ không nhẹ tử quan lôi bột đầy trời đánh về phía thạch mục quấy nhiễu thiên địa nguyên khí xung quanh trở nên hỗn loạn dị thường vô số luồng khí lưu hình thành một cái luồng khí xoáy bao phủ xung quanh luồng sấm sét tím khổng lồ này nhưng vào lúc này hai luồng ánh sáng trắng đen kia đột nhiên tỏa ra gần sống quỷ dị trọng lượng ở giữa dường như là biến mất trong nháy mắt nơi này hình thành một lĩnh vực không gian quỷ dị màn sáng hình cầu xung quanh thạch mục đột nhiên coi rút lại rơi vào trong giữa hai luồng sáng trắng đen thạch mục và yên la vẫn chưa thoát ra bị vây trong màn sáng hình cầu kia nhưng mà đám đệ tử ly trần tông đang điều khiển trận pháp ở bên ngoài thì lại bị cái màn sáng hình cầu dẫn dắt kéo vào trong ánh sáng trắng đen vừa tiến vào trong mười mấy người lập tức phát hiện ra điều khác thường thân hình bọn họ không cách nào di động thậm chí ngay cả tuyệt lôi trận pháp cũng không thể điều động trên mặt chúng hiện ra vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này ánh sáng một trắng một đen kia tỏa ra hào quang chói mắt, khiến không gian xung quanh bị nhuộm thành màu đen trắng. Một luồng lực lượng không gian khổng lồ từ bên trong phun trào ra. Hai luồng ánh sáng trắng đen bắt đầu tiến về phía giữa, dẫn dắt nguyên khí thiên địa xung quanh, giống như là hai mặt cối xây khổng lồ nghiền ép ngược về phía của nhau. Cối xây trắng đen chuyển động giữa không trung, tiếng nổ ầm vang không dứt, đám người ly trần tông cảm nhận được lực lượng không gian và lực lượng hấp dẫn từ xung quanh truyền tới lúc này mới ý thức được chính mình đã rơi vào hoàn cảnh hung hiểm tới mức nào trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu sợ hãi tần cương đã rơi vào trong mảnh rừng kia nụ cười động lại trên mặt trong mắt hiện lên vẻ khó tin mà lúc này gã dù muốn ra tay viện trợ thì cũng đã quá muộn chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra cùng lúc đó luồng huyền thiên lôi bột cuối cùng cũng từ trên trời giáng xuống Mảnh liệt đánh lên khối xây khổng lồ trắng đen kia. Cả một vùng xung quanh âm ầm chấn động. Ánh tím và cối xây trắng đen trong nháy mắt đang vào với nhau, sau đó sấm sét tím và ánh sáng trắng đen đồng thời nổ tung. Một quả cầu điện quang chu vi mười trượng nổ tung, khiến cả vùng không gian xung quanh bị nhiễm màu trắng đen. Vô số rắn điện tím bắn ra bốn phương tám hướng, chém gục cây cối, đất đá xung quanh. Miệng vết chém cháy đen, toàn bộ rừng thông xanh tươi trong nháy mắt không còn lại chút gì. Trong tay từng Cương nắm một chiếc khiên tròn màu đen bị nổ tàn nát, ánh mắt đỡ đẫn nhìn về phía không trung. Trong vụ nổ vừa rồi, những vị sư đệ sư mũi đồng môn cùng bày trận với gã vừa rồi đều không ngoại lệ, tất cả đều bị nổ thành vô số mảnh vỡ. Hai người lôi thích và lâm đào dù thân thể chưa tiến vào trong trận, nhưng vì trước đó đã mất đi ý thức. Dưới vụ nổ vừa rồi, da thịt toàn thân bông tróc, tứ chi gãy vụng, khi thức yếu ớt, hấp hối. Càng khiến cho gã cảm thấy tuyệt vọng, chính là sau khi tia điện giữa không trung hoàn toàn tản đi, bóng người thạch mục một lần nữa lại hiện ra. Sao rồi? Ngươi không sao chứ? Thạch mục mở ra hai cánh trắng đen lộ ra yên la được hắn bảo hộ bên trong. Sắc mặt yên la có phần trắng bệt, khẽ lắc đầu. Thạch mục thấy tình trạng của nàng quá thực là không đáng lo, thân thể xoay một cái, bay tới chỗ từng cương. Không, không thể nào, dưới sức mạnh của huyền thiên lôi bộc, cho dù là võ giả thiên vị hậu kỳ, cũng không cách nào toàn thân trở ra. Ng ngươi làm sao có thể? Tần Cương bị thương nặng, giờ khắc này căn bản không thể chạy trốn, chỉ có thể hoảng sợ nhìn về phía Thạch Mục, run sợ mà nói. Thạch Mục vừa định mở miệng thì khí huyết trong cơ thể cuộn trào, một dòng máu nóng xông vọt tới cổ họng. Uy lực của Huyền Thiên Lôi bột này quả thực là phi phàm, cho dù Thạch Mục lấy hai cánh trắng đen cùng với khí tức hỗn độn bảo vệ thân thể, nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Nhưng mà hắn vẫn mạnh mẽ nuốt máu tươi nơi cổ họng xuống, cười lạnh rồi nói: những sư đệ của ngươi bày xuống tuyệt lôi trận kia vừa là khốn trận nhưng cũng là phòng hữu cho ta ta dùng diệt tiên nhất thức áp suất tuyệt lôi trận ngăn cản huyền thiên lôi bột này của ngươi làm vậy dù có chút mạo hiểm nhưng xem ra kết quả không khiến ta thất vọng được từng cương sau khi nghe xong trên mặt lộ ra vẻ bi thảm còn chưa kịp phản ứng thì gã đã thấy một cái nắm đấm hào quang trắng lóng lánh xuyên thủng lồng ngực mình ngọn lửa mạnh mẽ màu trắng cháy rừng rực từ miệng vết thương kia chỉ chốc lát sau thành một thế dấu vết khí tức của từng cương đã hoàn toàn bị xóa đi mới bay trở lại bên người yên la mở miệng nói nơi này chiến thức kịch liệt khó tránh khỏi sẽ khiến cho lâm cạnh môn chú ý theo cách nhìn của ta trước tiên rời khỏi nơi này việc truyền tống sẽ chậm trễ một chút đã như vậy vẫn có thể chạy kịp về thanh lang thánh địa sao ánh mắt yên la nhìn chầm chầm thạch mục hỏi hay là chúng ta có thể không cần mất công mất sức chạy gì ánh mắt thạch mục liếc mắt nhìn về phía xa rồi nói Thiên Ấn Tinh chính là một trong ba đại thánh địa ở Di Dương Tinh Vực. Vị trí của Ly Trần Tông ở Di Dương Tinh Vực không ai không biết. Nơi này diện tích rộng lớn, linh khí nồng nặc cực kỳ. Mặt ngoài tinh cầu ngoại trừ 6 phần 10 hải vực, chủ yếu là hai đại lục, đó là Huyền Triệt Đại Lục và Đông Ly Đại Lục. Vị trí tông môn Ly Trần Tông nằm ở gần Huyền Triệt Đại Lục. Phía cực đông Huyền Triệt Đại Lục, vùng tiếp giáp biển có một tòa hãng lôi thành vô cùng khổng lồ. Ra khỏi thành tiến vào biển 900 dặm có một hòn đảo khổng lồ. Hòn đảo này tên là Vân Định Tiên Đảo, chính là nơi Ly Trần Thông tọa lạc. Bầu trời Vân Định Tiên Đảo quanh năm bị mây đen bao phủ, bên trong mây đen có từng luồng điện xà hay màu tím xanh điên cuồng di động, âm âm nổ vang, tiếng động chấn động trăm dặm. Bên trong mây đen quanh đảo thỉnh thoảng truyền ra từng luồng sấm sét to lớn từ trên trời giáng xuống, uy thế kinh người. Ngoài trừ tu sĩ, người thế tục tầm thường cơ bản không dám tới gần Vân Định Tiên Đảo, Xung quanh hòn đảo cũng có cấm chế khổng lồ của ly Trừng tông bao phủ, từ xa nhìn vào chỉ thấy một điểm đen. Một ngày khí trời trong sáng, gió biển thổi nhẹ. Trên mặt biển có một tia sáng xanh lam thẳm, quanh thân gần sóng dập dần. Một con tiên hạt màu trắng to lớn từ trong hãng lôi thành bay về phía vân định tiên đảo. Lưng tiên hạt đủ để mười mấy người đứng, nhưng mà lúc này chỉ có hai người. Một thanh niên vóc người cao lớn, trên người mặc đạo bào màu xanh, vẻ mặt đoan chính, cặp lông mày tím khá là bắt mắt, Người còn lại là một nữ tử y phục đạo cô, vóc người cao gầy, tóc dài thế eo, trên mặt trang điểm cẩn thận, khá là xinh đẹp. Không ngờ tới người cũng biết được cái thuật di kinh hoán cốt tinh diệu như vậy, còn tinh diệu hơn dịch cốt quyết của ta nữa. Thanh niên lông mày tím nói, đạo cô dung mạo xinh đẹp giờ khác này thân tình lạnh lùng, không tương xứng với bề ngoài. Cô điều cử chỉ và dung mạo của người không tương xứng đâu, đến dân định thiên đảo e rằng sẽ bị người ta nhận ra đó. Thanh niên lông mày tím nhìn đạo cô xinh đẹp một chút, khẽ cười một tiếng rồi nói. Hai người này chính là Thạch Mục và Yên La. Ngày đó bọn họ đánh chết đám người tầng cương xong. Trong lòng Thạch Mục đang cân nhắc việc trở về Thanh Lan Thánh Địa quá tốn thời gian. Không hẳn kịp việc tham gia cung luân bí cảnh. Hơi suy nghĩ một chút, liền bốc lên ý nghĩ treo đồ dây bán thịt chó. Lúc này hắn và Yên La đã thay đổi hình dạng, biến thành hai người lôi minh lâm đào đã vây công mình ngày đó. Muốn lẻn vào ly trận tông, Mục đích đương nhiên chính là lợi dụng Ly Trần Tông tiến vào cung lung bí cảnh. <laughs> Lời sư huynh quá lo rồi, sư muội biết phải làm như thế nào, người nên lo lắng cho chính mình mới thỏa đáng đó. Yên La nói xong khẽ cười, thân thái mê hoặc lùng người. Đương nhiên biểu hiện này chỉ thoáng hiện, sau đó nàng lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng. Thạch mục thấy như vậy không khỏi ngưỡng ra, nhưng sau đó nở nụ cười tự tin. Loại giả trang người khác lẻn vào trước đây hắn đã làm nhiều lần sớm đã quen tay rồi. Quần áo dẫn trên người bọn họ đều là của Lôi Tích và Lâm Đào. Hơn nữa ngày đó Thạch Mục đã tiến hành siêu hùng hai người bọn họ. Tuy rằng dưới dư uy của Lôi Bộc và Diệt Tiên Cung, thân hùng trở nên rách nát không thể tả. Nhưng mà hắn cũng đã có thể tìm hiểu thông tin về thân phận của họ. Hiểu biết không ít chuyện liên quan tới vân định tiên đảo, tự tin sẽ không bị nhìn thấu. Còn tiên hạt màu trắng dưới thân hai người, vốn là linh thú phi hành được Lôi Tích nuôi dưỡng, bị Yên La sử dụng bí thuật thân hùng thuần phục hắn lui thành cách vương định tiên đảo chừng hơn vạn dặm hai người rất nhanh đã tới gần tiên đảo ánh mắt thạch mục khẽ thay đổi diện tích vương định tiên đảo vô cùng rộng lớn nhưng mà toàn bộ đều được một lớp kết giới màu tím khổng lồ bao phủ từ đó có thể thấy ly trận tông bạo tay tới mức nào trên kết giới màu tím hồ quang lượn lờ hiển nhiên là một loại kết giới lôi điện vô cùng lợi hại hắn xoay tay lấy ra một khối lệnh bài màu tím bên trên một mặt đều khắc đồ án âm dương ngư Mặt khác là đồ án bắt quái. Đây chính là lệnh bài thân phận của lôi tích. Hắn truyền chân khí vào trong, lóe lên, khiến trong lệnh bài bắn ra ánh sáng tím, hòa vào trong kết giới. Trên kết giới xuất hiện một khe hở lớn, tiền hạt trắng dường hai cánh ra, hóa thành một luồng ánh sáng trắng bay vào trong. Vừa tiến vào trong kết giới, cảnh vật bên trong lập tức hoàn toàn thay đổi, giống như tiến vào một thế giới khác vậy. Thành Mục tuy rằng đã thấy cảnh tượng đại thể trước mắt từ trong thần hùng không trọn vẹn của lôi thích, nhưng lúc này tự thân nhìn thấy trên mặt vẫn hiện lên vẻ khiếp sợ trước mắt giống như tiên cảnh thế ngoại đào nguyên vậy non xanh nước biếc tiên vân bồng bềnh phía trước là từng đỉnh núi cao vút chọc thẳng mây xanh núi nối núi trải dài đến hết tầm nhìn của hắn thỉnh thoảng có ngọn núi tỏa ra ánh sáng an bình sôi sáng trăm dặm bên trên ngọn núi thỉnh thoảng có từng đàn tiên hạt linh cầm bay lượn xung quanh phát ra từng tiếng kêu lanh lảnh vang vọng trong thung lũng hắn có thể mơ hồ nhìn thấy trên các đỉnh núi đều có các kiến trúc cao thấp khác nhau. Có điệu ly trận tông là tông phái đạo giáo, vì vậy các kiến trúc này đều mang kiến trúc đạo quan, một mạc mà không mất đi vẻ trang nghiêm. Trên các ngọn núi thỉnh thoảng lóe lên đủ loại đụng quang, ánh sáng lập lòe, giống như là sao băng xẹt qua bầu trời, cực kỳ tráng lệ. Càng nhìn ra cảnh vật lại càng đẹp, núi non trùng điệp, sương khối lượng lờ, tiên khí uân nhân, phong cảnh giống như là động thiên phúc địa vậy đi thôi vào lúc này yên la đột nhiên mở miệng nhắc nhở thành một lúc này mới phục hồi tinh thần gật đầu đưa tay sửa sang lệ y quan sau đó hai tay thúc giục pháp quyết điều khiển thiên hạt hạ xuống quảng trường trên một ngọn núi phía dưới diện tích quảng trường này rất lớn thì trên cao nhìn xuống có thể nhận ra nơi này hình bát quái quảng trường dùng ngọc thạch tím làm nền sân bóng loáng như gương khúc xả ánh mặt trời rực rỡ vô cùng ở giữa đặt chính cái đỉnh đồng to lớn tạo thành hình cửu cung mỗi chiếc đỉnh đồng cao tới hai ba trượng bên trong đỉnh sương khối lượng lờ mùi thơm sọc vào trong mũi tám gốc quảng trường mỗi gốc đều có một truyền tống pháp trận liên tục vận chuyển hai con người thành mục rơi xuống quảng trường dãy núi trước mắt có tên là thập cực sơn mạch mặc dù ở trên vân đỉnh tiên đảo nhưng mà cũng giống như là thanh lang thánh địa vậy tự thành một giới rộng lớn vô cùng những ngọn núi trước mắt là chỗ ở của đệ tử ngoại môn ly trần tông Động phủ đệ tử nội môn không có ở nơi này mà nằm sâu trong thập cực sơn mạch. Tám trận pháp truyền tống trong quảng trường lần lượt truyền tống tới tám ngọn núi sâu trong thập cực sơn mạch, chia ra lần lượt là càng, đoái, ly, chấn, tốn, khảm, cứng, khung. Trên tám ngọn núi đều có một đạo quan to lớn, cũng lấy bát quái để mệnh danh, đệ tử nội môn ly trận tông chia ra thuộc về tám quan này. Những tin tức này thạch mục thông qua siêu hồn mà biết được, hắn và yên la đi về một truyền tống pháp trận bên trái truyền tống trận này nói liền với ly hỏa quan trong số tám quan là sư môn tương ứng với hai người lôi tích lâm đầu lôi tích lâm đầu đúng lúc này phía sau hai người truyền tới một giọng nam ánh mắt thạch mục lóe lên thầm nghĩ thật là không may vừa tới nơi này đã gặp phải người quen rồi hắn và yên la lặng yên đưa mắt với nhau sau đó cùng xoay người nhìn về phía sau biểu hiện trên mặt lập tức ngẩn ra Cách đó hơn trăm trượng, hai người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt thạch mục về yên la. Một thanh niên tướng mạo đung hậu, hai giái tài rất lớn, thậm chí rủ xuống tới vai. Một thiếu nữ xinh đẹp khác mặc đồ tím, mái tóc như mây, đó chính là Tây Môn Tuyết. Thạch mục hai mắt nhau lại, trong lụng thầm nghĩ, gây rồi. Trước đó thần hùng lôi tích đã tàn tạ không thể tả, lại thêm bí thuật siêu hùng không cách nào đọc được toàn bộ ký ức. Tin tức nhờ vào siêu hùng hoàn toàn không có thông tin gì về tên nam tử trước mắt này các ngươi sao giờ mới trở về vậy sư tôn lão nhân gia chờ các ngươi đã lâu đúng rồi sao chỉ có hai người các ngươi đám người tầm cương đâu rồi nam tử tay to nhìn thạch mục phải yên la một chút rồi hỏi thạch mục nhanh chóng suy nghĩ trong lòng đang định đáp lại thì việc này chúng ta đang muốn bẩm báo với sư tôn đây nhiệm vụ lần này xảy ra chút sai lầm dẫn tới dương nghiệt bạch dân quan đau tẩu thầy môn sư mũi không muốn truy kích tự ý rời khỏi đời ngủ thần cương sư huynh vì truy đuổi dương nghiệt không thể làm gì khác là dẫn theo tay và đám người lôi tích sư huynh tiếp tục truy đuổi nào ngờ đám dương nghiệt kia có giúp đỡ khác Bố trí mai phục Trải qua một trận ác chiến Từng cưng sư huynh và những sư huynh đệ khác Đều đã không may ngã xuống rồi Chỉ có ta và lôi tích sư huynh may mắn chạy trốn được mà thôi Yên la đột nhiên lớn tiếng nói Một tay chỉ về phía tây môn tuyết Trong mắt tràn ngập sự oán nộ Có gì? chuyện này là thiệt sao? Thanh niên tay to kinh hãi, Tây môn tuyết ở bên cũng thay đổi sắc mặt Chúng ta là tự mình trải qua Từng cưng sư huynh đã ngã xuống Há có thể là giả chứ? Yên La biểu hiện ra vẻ căm hận, nói, vành mắt hơi đỏ lên. Diễn quá đạt. Thanh niên tay to sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía Tây Môn Tuyết rồi hỏi. Tây Môn Sư Mũi nào, vì sao ngươi không theo đội truy kích đám người Bạch dân quan vậy? Đại sư Huynh, mấy người tần cương sư Huynh có chuyện ta cũng cảm thấy rất buồn. Nhưng mà việc này không giống như những lời lâm đầu sư tỷ đã nói đâu. Ngày đó ta rời đi là chỉ tần cương sư Huynh ra tay đánh giết lục lãng sư đệ. Trong lòng không thể chịu nổi, lúc này mới rời đội mà đi cũng không phải cố ý bỏ bọn họ lại đâu. Tên Môn Tuyết khôi phục trấn định trong miệng nói. Thanh niên tay to khi nghe lời này nhíu mày lại. Tần cương Sư Huynh và mười mấy đệ tử ngã xuống, việc này rất nghiêm trọng, cần nhanh chóng bẩm báo cho sư tôn biết thôi, để lão nhân gia định đoạt. Các người đi theo ta. Thanh niên tay to trầm ngâm một chút, thở dài nói. Gã nói xong lập tức đi tới phía truyện tống trận ly hỏa quan. Tề Môn Tuyết nhìn thạch mục và yên la một chút, đôi mi thanh tú cau lại, sau đó xoay người đi theo. Thành Mục có phần kinh ngạc nhìn Yên La một cái, không ngờ Yên La lại có thể giả bộ chân thực như vậy. Điều này khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ, cảm thấy mặc cảm không bằng. Giờ khác này Yên La đã khôi phục vẻ lạnh nhạt như trước, liếc nhìn Thành Mục một cái, cất bước tiến lên. Thành Mục nhìn theo bóng lưng Yên La, thở phào nhẹ nhõm một cái, nhấc bước đi theo. Ba người Thạch Mục, Yên La và Tây Môn Thuyết đi theo phía sau Đại sư Huynh, tiến vào trong truyền tống trận Pháp tới Ly Hỏa Quang. Bốn người vừa đứng lại, đồ án bát quái trên đồng bài của mỗi người sáng lên ở vị trí ly hỏa. Sau đó trận pháp tỏa ra hào quang mãnh liệt, bao phủ lấy bốn người. Thạch Mục chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mặt liên tục thay đổi. Ngay sau đó đã tới một nơi khác. Vừa ra khỏi trận pháp, Thạch Mục đã cảm nhận được một luồng nguyên khí thiên địa nồng nặc phả vào trong mặt. Linh lực nồng nặc cỡ này không hề thua kém tầng thứ hai của thanh lang thánh địa. Cảnh vật xuất hiện trước mắt Thạch Mục là một sương mạch dài mấy ngàn dặm, cảnh vật tươi tốt dãy núi uốn lượn chập trùng giống như là những con sóng nơi ánh mắt hắn nhìn ra xa chỉ thấy những đỉnh núi mông lung như có một lớp lụa mỏng che đậy không nhìn thấy rõ từng ngọn núi xanh tươi xen lẫn những thác nước trắng bạc sương mù lượn lờ dưới ánh mặt trời chiếu rọi tạo thành từng đảo cầu vồng cảnh vật tuyệt mỹ khó lòng tưởng tượng tòa núi cao nhất xuyên thẳng mây xanh ở phía xa xa giống như tiên sơn bí cảnh vậy xung quanh được bao phủ trong mây khói trắng sữa hai mắt thạch mục sáng lên dựa theo ký ức của lôi thích thì đây chính là ly hỏa phong trần cương sư đệ ngày xưa tuy rằng kiêu căng nhưng dù sao cũng là đệ tử thân truyền của sư tôn được lão nhân gia yêu thích lần này sư tôn nhất định sẽ nổi trận lôi đình chút nữa khi gặp sư tôn lão nhân gia các người nhất định phải cẩn thận lời ăn tiếng nói đó đại sư huynh đi ra khỏi truyền tống trận hơi do dự một chút quay đầu nói với ba người nghe lời nói này trong lòng thạch mục có thêm vài phần hảo cảm với cái vị đại sư huynh tướng mạo đôn hậu này đang định mở miệng nói chuyện thì đã thấy Yên La mở miệng đáp rồi. Tính khí sư tôn chúng ta đều biết, chúng ta nào dám khiến lão nhân gia thức giận chứ. Việc này liên quan tới bạch dương quan, chúng ta sẽ bảm báo đúng sự thật, không dám nhiều lời. Nói xong nàng còn không quên đưa mắt liếc tây môn tuyết một cái nữa. Trên mặt tây môn tuyết xẹt qua một tia tức giận, nhưng mà chỉ trong nháy mắt mà thôi. Nhìn thường thái cử chỉ của Yên La, thạch mục không khỏi ngẩn ra. Hiện giờ nàng nào có bóng dáng của Yên La chứ, quả thực chính là lâm đào phục sinh vậy thì tốt rồi chúng ta đi thôi đại sư huynh lại thở dài xoay cổ tay một cái lấy ra một chiếc phi xa hình chữ nhật màu vàng rộng lớn bên trên khắc vô số phù văn bảo quang tỏa ra hiển nhiên là một chiếc pháp bảo phi hành cấp bậc không thấp chờ mấy người lên phi xa xong bàn tay đại sư huynh vung lên phi xa vững vàng bay lên đột nhiên vuốt một cái bay ra trăm trượng tạo thành một luồng sáng vàng trong không trung bay về phía ly hỏa phong đứng bên trên phi xa tiếng gió rít gạo bên tai thành Mục cúi đầu cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh. Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong rừng núi phía dưới có rất nhiều kiến trúc đình viện cổ điển. Ngoài ra còn có lượng lớn linh điện. Giữa không trung thỉnh thoảng xuất hiện một vài đệ tử mặc đạo bào, điều khiển các loại linh cầm như tiên hạt, cự ưng lướt qua bên cạnh. Một phút sau, phi xa màu vàng xuyên qua tận mây mù dày đặc bao phủ sườn núi. Sau khi bay lên đỉnh Ly Hoa Phong, hạ xuống một tòa đạo quan cổ điển, tòa đạo quan cổ điển này tọa lạc trên một khu đoạn nhai trên đỉnh núi diện tích cũng không lớn nhưng lại mang cảm giác vô cùng cô tuyệt thần bí thành một liếc mắt nhìn sơn môn của đạo quan thấy cũng chỉ giống như đạo quan bình thường bên trên tấm biển ở giữa ghi ba chữ lớn ly hỏa quan mạnh mẽ khí thế giống như giao lông không chút tầm thường mấy người đi theo sau đại sư huynh xuyên qua cổng chào và linh quan điện lại đi qua một vùng đình viện dài hẹp đi tới chủ điện phía sau đạo quan Lúc này cửa chủ điện đóng chặt, từ trong có ánh nến lập lòe, mùi đang hương cháy nồng nặc từ bên trong thẩm thấu mà ra. Đại sư Huynh đi tới trước cửa điện, chỉnh trang lại đạo bào, khâm người lại, cung kính nói. Sư Tôn, lưu tích sư Huynh Giờ lâm đầu sư muội trở về, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với lão nhân gia ngài. Ở sau gã, ba người thạch mục đều khâm người chờ đợi. Đúng lúc này, cửa tùng văn mộc của chủ điện kèn kẹt vài tiếng, tự động mở ra. vào đi! một giọng nói khàn khàn vang lên đám người thành một nghe thấy như vậy vội vã cất bước tiến vào trong chủ điện trong chủ điện ba bức tượng đạo tổ cao hơn mười trượng được cung phụng ở trên phía trước đặt một cái bàn thờ màu tím to lớn bên trên đặt đầy tiên quả linh sơ ở trước bàn thờ đặt ba cái bộ đoàn màu xám hai cái hai bên đều trống rỗng trên chiếc bộ đoàn ở giữa có một lão giả áo tím ngồi thẳng sắc mặt nghiêm túc không giận mà uy gương mặt thì như có bệnh có một chiếc bịch mắt màu đen bao lấy sư, sư tôn đại sư huynh ở trước ba người thành một ở sau đồng loạt thi lễ nói Lô chết lâm đầu đại sư huynh các ngươi nói là hai người có chuyện quan trọng muốn bẩm báo hả đó là chuyện gì vậy hả sao chỉ có hai người các ngươi Tần cương đâu rồi lão giả tím hơi nhướng mày mở miệng hỏi sư sư tôn việc đệ tử muốn bẩm báo chính là việc này từng cương sư huynh đã đã gặp chuyện bất hạnh rồi ngã xuống ở cực măng tinh rồi thành một cố ý biểu hiện sợ hãi run run nói người nói cái gì lão giả tím nghe như vậy trên mặt tuy chưa hiện lên vẻ giận dữ nhưng bảo áo bào tím trên người căng phồng lên một luồng khí thế vô hình trong nháy mắt tỏa ra mang theo một luồng linh áp khổng lồ bao phủ đại điện khiến thành một và yên la chấn động thân thể liên tục lùi về phía sau sư tùng bất giận sắc mặt thạch mục đại biến chưa kịp đứng vững đã vội vã kêu lên một bên khác yên la cũng lùi lại mấy bước khóe miệng đã xuất hiện tơ máu sắc mặt trắng xám mấy phần nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì giọng lão giả ấu tím vang lên bẩm báo sư tung trong quá trình chém giết đám phản bội bạch dương quan trần cương sư huynh và hơn 20 mươi vị sư đệ độc môn khác đều đã bị bất hạnh chết trận rồi thạch mục cắn răng nói Trần Cương làm sao lại chết trận Các người nói rõ ra cho ta Hai mắt của lão giả áo tím Nhìn chầm chầm hai người Lạnh lùng nói Tần Cương sư huynh hắn dung Dung là không phải chết Yên La đột nhiên lên tiếng Lão giả áo tím xoay chuyển ánh mắt Quét tới chỗ Yên La Đầu tiên trên mặt Yên La hiện lên vẻ sợ hãi Nhưng sau đó cắn răng một cái Nói Khởi bấm sư tung Khi đó bởi vì lục lãng lâm trận làm phản Để lộ tin tức khiến cho chúng ta thân hãm trùng dây sau đó dưới sự chỉ huy anh minh của tần cương sư huynh chúng ta tuy rằng có vài vị sư đệ chết trận nhưng vẫn chém giết ra khỏi trùng dây thậm chí còn giết đám đệ tử bạch dương quan tới tang tác sau đó đám người đạo ngọc hỗn loạn chạy trốn tần cương sư huynh vì không phụ sự kỳ vọng của sư tung quyết định dẫn theo chúng ta tiếp tục truy sát nhưng mà tây môn sư mũi lâm trận lùi bước không muốn đi cùng tây môn tuyết lâm đạo đó có thiệt hay không lão giả ấu tím xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người tây môn tuyết lạnh giọng hỏi sư tôn minh giám đệ tử đúng là sớm đã trở về tông môn nhưng đó là vì từng cơn sư huynh với tình hình chưa bẩm báo sư tôn đã giận giữ giết chết lục lãng sư đệ đệ tử cho rằng hành động này không phù hợp với giáo huấn thường ngày của sư tôn do đó có tranh chấp lại thêm có thương thế trong người trong cơn tức giận đã không cùng mọi người truy kích nữa lúc đó đám dư nghiệp bạch chân quang chỉ có 6-7 người đệ tử đệ tử cũng không lường trước được sẽ xảy ra chuyện như vậy tề môn thuyết vội vã chắp tay nói lũ đã vài phần điềm đạm đào tẩu chỉ có sáu bảy người lão dảo tím sắc mặt thay đổi lần thứ hai đưa mắt nhìn hai người thạch một phần yên la trên mặt mang theo vài phần ngờ vực chuyện này kỳ thực là tây môn sư mũi nói không sai lúc đó chỉ có sáu bảy người đào tẩu được nhưng mà nào ngờ trên đạo ngọc kia từ lâu đã cấu kết với bên ngoài chúng ta với sự dẫn dắt của Tần cương sư huynh khi đuổi tới thì đạo ngọc đã hội hợp với cường diện bố trí mai phục Tần cương sư huynh và mấy vị sư huynh đều liều chết chiến đấu bất hạnh ngã xuống chỉ có ta và lâm đầu sư mũi may mắn có thể chạy trốn được có điều cũng bị thương nặng thành mục có chút chừng chờ chắp tay nói lời này vừa ra tay môn tuyết không khỏi thở phào nhẹ nhõm yên la ở một bên lông mày có chút nhăn lại chân lực của thần cương còn trên hai người các ngươi hắn cũng không thể trốn ra được hai người các ngươi làm sao mà trốn ra vậy lão giả áo tím nhướng mày hỏi khí thế trên người đột nhiên tăng vọt thành một còn chưa kịp trả lời đã cảm thấy một luồng thần thức mạnh mẽ bao phủ hắn rùng mình trong lòng không làm ra bất kỳ sự chống cự gì tùy ý để thần thức đảo qua trên người mình từ trước lúc cho tới đây hắn đã sớm nghĩ tới gặp chuyện như thế này rồi vì vậy trên người hiện giờ đúng là có không ít ám thương dùng để đối phó với sự tra xét yên la sớm dùng bí pháp áp chế thần hùng giả bộ thần hùng bất ổn lại thêm thương thế trên người vốn đã khá nghiêm trọng vừa rồi khóe miệng chảy máu cũng là cố ý diễn cho ly hỏa quan chủ xem dường như phát hiện trên người thành một vị yên la đúng là có thương thích hơn nữa cũng không nhẹ thương thích của lão giả áo tím cũng không dừng lại quá lâu thu hồi trở lại thành một gương mặt thả lỏng chắp tay nói khi đó chúng ta nhốt được đám người đạo ngục tượng cương sư huynh triệu ra lôi cực thú định cho đối phương một đoàn trí mạng nào ngờ cường diễn của đám dương nghiệt kia nhưng cơ hội này đột nhiên hiện ra đánh lén dẫn tới trận pháp bị phá chúng ta tử thương nặng nề từng cương sư huynh bất đắc dĩ chỉ có thể liều mạng thi triển huyền thiên lôi bộc lúc này mới khiến đám dương nghiệp bị trọng thương ta và lâm sư mũi nhờ đó mới giữ được một mạng cường diện trong lời các ngươi là giống người nào lão giả áo tím xoay người mắt hướng về bức tượng thần trầm ngâm một chút lúc này mới lên tiếng hỏi cường diện chỉ có hai người một tên là đàn ông trung niên làn da ngâm đen mũi tẹt xấu xí am hiểu công pháp hai hệ thủy hỏa Tôi gì tuy mới chỉ thiên vị sơ kỳ nhưng mà thực lực có thể sánh với thiên vị hữu kỳ mà người còn lại là một tên tôi tớ trên trán có cái bớt xanh công pháp vô cùng quỷ dị trong tay cầm một cây trường thương màu bạc đệ tử cũng không biết thêm gì nữa thạch mục nửa thật nửa giả nói khi thạch mục nói tới dung mạo người đàn ông trung niên kia tay môn thuyết khẽ thay đổi sắc mặt nhưng mà chỉ là thoáng qua trong nháy mắt đã khôi phục bình thường lời còn chưa dứt nghe âm một tiếng lão giả áo tím đánh ra một chưởng đập vỡ bàn thờ trước người tượng thần hóa thành một đám bột mịn thành một vợ yên la toàn thân run rẩy giống như là đang hoảng sợ sư tôn bốc giận hai người lôi sư đệ cũng đã tận lực rồi kính xin sư tôn khoan dung cho họ đại sư huynh thấy lão giả áo tím nổi giận vội vàng khom người thỉnh cầu ừ, chính là hai người môn trung lão giả áo tím không để ý tới đại sư huynh sắc mặt giận dữ nói sư tôn biết hai người kia sao Thành mục có phần ngoài ý muốn hỏi. Hứ, nghe ngươi miêu tả công pháp hai người này, chính là hai kẻ giết chết một khẩu mối bằng da của ta trên Minh Ngọc Tinh. Không nghĩ tới bây giờ lại cải trang giết chết idol của ta. Nếu như để bành nhạc ta bắt được, nhất định sẽ đích thân lục và đốc xương chúng, khiến chúng chịu đủ loại thống khổ trên đời. Lão áo tím cắn răng nói. Thành mục sau khi nghe xong cười khổ trong lòng. Chính mình ma xui quỷ khiến như thế nào lại đụng phải đúng trưởng bối của cái tên bành quính kia. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nếu vậy sao lão mà biết chính mình và Yên La đã giết chết hậu bối và ái độ của lão, chỉ e rằng kết cục của hai người cũng không tốt đâu. Vào thời khắc này, bành nhạc đột nhiên châu mày, vùng cánh tay lên, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài hình bát giác màu tím. Bên trên màu tím lập lòe, có thể nhìn thấy vài chữ nhỏ mơ hồ. Ánh mắt của lão quét qua bên trên, sắc mặt có chút thay đổi. Có điều rất nhanh đã khôi phục bình thường Cất lệnh bài đi Việc này tao biết rồi Tại mùng tuyết, lưu tích, lâm đầu Ba người các ngươi là đệ tử ly hỏa quan Diễm chủ lần này tuy rằng có chỗ sai lầm Nhưng hiện giờ Việc lửa chọn người tiến vào cung luân thánh khư sắp tới rồi Ta sẽ không xử phạt các người Bành nhạc nói Đại, sư tôn. tôn Trên mặt ba người thạch mục hiện lên vẻ vui mừng Không người thi lễ Được rồi các ngươi lui ra đi, Ung Hoa lưu lại. Bành Nhạc khoát tay một cái nói với tên Đại sư huynh. Ba người thành mục vội vã lui xuống trong cung điện chỉ còn lại hai người Bành Nhạc và Ung Hoa. Ung Hoa, ngươi là chủ tịch đệ tử trong đám đệ tử liêu hóa quan này. Kỳ lựa trọng cung luân thánh khư dù nửa năm sau mới tiến hành, nhưng mà trước đó đã có thể bắt đầu sắp xếp một chút rồi. Ngươi xử lý cho thỏa đáng chuyện này. Thánh chủ cực kỳ coi trọng lần tiến vào cung luân thánh khư này nó quan hệ tới việc phân phối tài nguyên cũng như dinh dục tương lai của các đạo quan sư phụ hiện giờ có chuyện quan trọng cần ra ngoài xử lý rồi sư vụ trong quan tạm thời giao cho người quản lý người phải thống trúc tâm tư rồi bình nhạc nói dạ đệ tử nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của người ông hoa lĩnh mệnh bên ngoài chủ điện ba người thạch mục đi ra ngoài rất nhanh đi tới một sơn cốc ba mặt là núi trên ba ngọn núi này mây khối lượng lờ nhìn xa xa cách mỗi một khoảng đều có một kiến trúc động phủ đây chính là vị trí những động phủ của các đệ tử ly hỏa quan ánh mắt thạch mục lóe lên đệ tử nội môn ly trần tông tuy rằng mỗi người đều có động phủ đơn độc nhưng mà đều nằm trên núi có vẻ trực hẹp hơn thanh lang thánh địa rất nhiều nguồn thu của đệ tử ly trần tông chủ yếu là làm các nhiệm vụ tông môn không có phúc lợi như là ở thanh lang thánh địa Vị trí động phủ của Lôi Tích và Lâm Đào thì Thạch Mục và Yên La đã biết rồi. Yên La nhìn Thạch Mục một cái cũng không nói thêm gì, bay về phía động phủ của chính mình. Tề Môn Thuyết lạnh lùng nhìn Thạch Mục và Yên La, sau đó xoay người bay về một hướng khác. Rất nhanh trên đại đạo Ngọc Thạch chỉ còn lại một mình Thạch Mục lẻ lôi đứng đó. Thạch Mục ngửa đầu thở dài một cái, lắc lắc đầu, xác định phương hướng, sau đó bay về động phủ của mình. Động phủ của Lôi Tích nằm ở trên sườn núi, từ bên ngoài nhìn lại cũng như những người khác không hề có điểm gì kỳ lạ có điều sau khi tiến vào trong không gian vô cùng rộng rãi bốn phía đều là vách tường bạch ngọc bên trên có trận pháp gia cố bên ngoài cũng là một dược viên nhỏ bên trong có rất nhiều phòng phòng khách chính phòng ngủ mật thất còn có một cái phòng luyện khí một phòng luyện đan công năng đều đầy đủ vượt xa động phủ trước đây của thạch mục chỉ là đối với hắn mà nói đại đa số những thứ này đều không dùng tới ngoài ra chẳng biết vì sao trong động phủ của lôi tích cũng không hề xuất hiện tôi tớ thành mục bố trí thêm vài từng cấm chế ở trong động phủ lúc nãy mới an tâm ngồi xuống lấy ra hai viên đan dược chữa thương nuốt vào nhắm mắt tĩnh tọa trải qua hơn nửa ngày hắn mới mở mắt ra trên mặt nở nụ cười ám thương trong cơ thể đã chữa trị xong rồi hắn hơi trầm ngâm một chút vung tay lên trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm màu tím bên trên điện quang lập lòe thỉnh thoảng lóe lên một luồng điện hồ tím linh tính dồi dào hiển nhiên là một thanh phi kiếm cấp bậc pháp bảo trên thân kiếm có khắc hai chữ cổ phá lôi thành phá lôi kiếm này chiếm được trên người của lôi tích chính là pháp bảo bản mệnh mà ngày thường gã hay dùng thạch mục há miệng phun ra một luồng đan hỏa đen trắng bao phủ lấy phá lôi kiếm thu vào trong cơ thể nhanh chóng luyện hóa hắn vừa luyện hóa thành phá lôi kiếm này vừa dùng thần thức tiến vào những chứa độ của lôi tích chỉ chốc lát sau trong tay lóe lên ánh sáng tím xuất hiện một khối ngọc giản tím bên trên viết bốn chữ nhỏ kinh lôi kiếm quyết thành một áp ngọc giảng lên trán thần thức tiến vào trong cẩn thận tìm hiểu tuy rằng hắn có thể hóa trang hình dạng giống lôi thích nhưng mà ngày sau tiến hành chọn lựa người tiến vào cung luân thánh khư tức sẽ phải đồng thủ đấu pháp trong thời gian này hắn cần tranh thủ tìm hiểu kỹ một vài thần thông của lôi tích, bằng không ác sẽ lộ ra dấu vết hắn nhíu mày lại mở mắt ra trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc kinh lôi kiếm quyết này tinh diệu vô cùng không dưới đại nhật kiếm quyết của hắn Muốn lĩnh ngộ hết trong thời gian ngắn Vậy cần tốn nhiều tâm tư Thành mục thở dài một tiếng Tiếp tục nhắm mắt tu luyện Mấy ngày nhanh chóng qua đi Thành mục đột nhiên mở mắt ra Mở miệng Một thanh phi kiếm màu tím từ trong miệng của hắn bay ra Bay lượn lờ xoay quanh đỉnh đầu Bên trên của từng luồng điện hồ màu tím lượn lờ Tiếng xoèn xoẹt vang lên Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm Hai tay vung vẩy đánh ra một đạo kiếm quyết Phi kiếm màu tím kia đột nhiên lóe lên điện quang hóa thành một thanh lôi kiếm to lớn dài tới mấy trượng bên trên phóng ra điện hồ màu tím lớn bằng cánh tay tiếng xèn xẹt, xẹt khủng bố vang lên lôi kiếm bay ngang bay dọc trong động phủ tốc độ rất nhanh từng luồng ánh kiếm sấm sét đang dệt với nhau thành một cái tấm lôi võng thành một gật gật đầu trên mặt tươi cười phất tay đánh ra một đạo kiếm quyết kiếm ảnh đầy trời lập tức tiêu tan hóa thành một thanh phi kiếm màu tím bay vào trong tay hắn từ khi cửu chuyển huyền công tu luyện tới để tam chuyển, hắn am hiểu bí quyết âm dương hợp nhất, có sự tâm đắc nhất định với đạo cân bằng. Khi gặp bình cảnh trong lúc tu luyện công pháp võ kỹ đều thoải mái vượt qua. Lần này chưa tốn đến 10 ngày hắn đã lĩnh ngộ non nữa kinh lôi kiếm quyết này, lôi điện phi kiếm đã tế luyện được mức tiểu thành. Sau khi thử một chút, kiếm này phối hợp với công pháp quả nhiên uy lực rất lớn, mơ hồ đuổi kịp đại nhật kiếm quyết của hắn nữa. Đại nhật kiếm quyết luận sự tinh diệu cũng không dưới kinh lôi kiếm quyết, chỉ là thanh minh kiếm và đại nhược kiếm quyết không tương hữu lẫn nhau không cách nào phát huy ra uy lực bá đạo của đại nhược kiếm quyết đây chính là một vấn đề lớn thành mục tính toán trong lòng nếu sau này có cơ hội sẽ tìm một thanh phi kiếm hệ hỏa để phối hợp đại nhược kiếm quyết hắn xoay tay thu hồi phá lôi kiếm ánh mắt lóe lên đi ra bên ngoài hiếm khi có thể tới ly trường tông nổi danh sánh ngang thanh lang thánh địa hắn đương nhiên phải xem xét kỹ tình hình nơi này hơn nữa trước đó tuy rằng hắn tìm được chút tin tức trong thần hồn của lôi thích nhưng dù sao cũng tàn khuyết không đầy đủ cần phải đích thân đi xung quanh xem xét mới được thạch mục ra khỏi động phủ gọi bạch hạt ra đi dạo khu vực xung quanh động phủ một lần trong lòng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ kiến trúc nơi này mang một phong cách hoàn toàn khác với thanh lang thánh địa đúng lúc này sắc mặt hắn hơi đổi cách đó không xa một thiếu nữ đồ tím chân đạp phi lăng năm màu bay tới trước mặt đó chính là tây môn tuyết Tây Môn Tuyết cũng nhìn thấy Thạch Mục, đôi mi thanh tú câu lại, khẽ gật đầu một cái với Thạch Mục. Sau đó liền lướt qua người, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Thạch Mục xoay người nhìn theo bóng lưng Tây Môn Tuyết, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Hắn sờ sờ cái mũi, không khỏi cười khổ một tiếng. Tuy rằng trong ký ức của Lôi thích cũng không tìm ra được giao tình gì với Tây Môn Tuyết, xem chuyện vừa trước mắt này thì quan hệ giữa hai người cũng chẳng ra sao. Hắn lắc lắc đầu, không suy nghĩ linh tinh nữa, tiếp tục đi lanh quanh. Rất nhanh, hắn đã ghi nhớ địa hình kiến trúc xung quanh vào đầu. Ngay khi Thạch Mục định đi những nơi khác thăm dò, thì phía sau cách đó không xa truyền ra tiếng động ồn ào. Thạch Mục trong lòng khẽ động, thúc giục Bạch Hạc dưới chân quay đầu. Từ phía xa xa nhìn lại, ở trên một khu đất trống ở cửa sân cốc có không ít đệ tử ly hỏa quang đang tụ tập. Dường như đang xuất hiện tranh chấp, ngay cả Tây Môn Tuyết cũng ở đó. Thạch Mục hơi do dự, cuối cùng vẫn để Bạch Hạc hạ xuống, sau đó thu lại, dáng vẻ tùy ý đi tới, Lúc này tại lối vào cốc, đệ tử Ly Hỏa Quang vẻ mặt dựng dữ, trước những đệ tử này là mấy thanh niên áo bầu tím đang khoanh tay trước ngực, ngăn cản trước đường, trên mặt mấy tên này đều mang nụ cười ngã ngớn. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua ống tay áo của những người này, ánh mắt lóe lên, trên ống tay của những người này theo phụ văn sóng nước xanh lam, đó là tiêu chí của Khảm Thủy Quang. Ly Trần Tông có 8 đại quan, tuy rằng đều là đệ tử nội viện, nhưng mà quan hệ giữa các quan không phải là quá hòa hợp, thường xuyên xuất hiện sự cạnh tranh, đặc biệt là khảm thủy quan và ly hỏa quan quan hệ có thể nói là đối thủ một mức một còn lý kiệt khảm thủy quan các ngươi chạy tới ly hỏa quan chúng ta làm cái gì còn ngăn cản lối ra vào có còn nói rất hay chó ngoan không cản đường nếu như mà không tránh ra chớ trách chúng ta không khách khí một nam tử cao lớn mái tóc bù xù đi ra khỏi đoàn người trầm giọng nói hay đây không phải là lâm động huynh sao <laughs> Chúng ta không có chuyện gì cả Chỉ là nghe nói ly hỏa quan tận cương sư huynh các ngươi Vài ngày trước ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Lại không cẩn thận ngã xuống Quả thực là đáng tiếc đó Chúng ta tốt xấu gì cũng là đồng môn mà Do vậy tới đây an ủi một chút đó mà <laughs> Một thanh niên tóc xanh khí chất âm trầm Trong đám người khảm thủy quan nói Lời này mang ngữ khí bi ai Nhưng biểu hiện không hề có ý an ủi chút nào Ngược lại còn đầy sự hả hê Cười trên nỗi đau của người khác nữa Trọng quân sư huynh tốt xấu gì Cũng vì tiêu diệt đám phản bội trong môn mới hy sinh Hả có thể để cho đám người các người nói xấu chứ Lâm Đũng giận dữ quát <laughs> Chỉ là dây quét bạch dân quan mà thôi Mấy vị sư huynh khảm thủy quan chúng ta Trước đó được phái đi cứ điểm phụ không Thậm chí còn từng giết qua dạy tên chiến tướng Thiên vị bộ tộc hắc ma rồi kìa Thanh niên tóc xanh cười lớn thản nhiên nói Lời này vừa ra đám đệ tử ly hỏa quan Giận dữ không kìm nổi Mấy tên nóng nảy trên người tỏa ra hào quang Định ra tay đánh nhau rồi tần cương là câu thủ hiếm thấy ở ly hỏa quan khi còn sống từng tranh đoạt không ít vinh dự cho ly hỏa quan hạ thấp những quan khác vì vậy uy vọng trong đám đệ tử khá lớn chỉ là bây giờ gã đã ngã xuống thực lực ly hỏa quan đúng là đã giảm xuống không ít rồi các vị sư huynh khảm thủy quan cho là ly hỏa quan chúng ta vừa gặp biến cố cho nên cứu tình tới đây khiêu khích sao đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên tây môn thuyết thản nhiên nói hay chà, đây không phải là đệ nhất mỹ nhân ly hỏa quan tây môn sư muội hả? Lời này sai rồi, chúng ta sao dám vậy chứ? Ánh mắt thanh niên tóc xanh kia nhìn về phía tây môn tuyết, nói Nếu đã vậy, mời các vị tránh đường ra cho. Nếu muốn động thủ, vậy ta có thể phụng bồi bất cứ lúc nào. Tây môn tuyết mắt mấy môi, lạnh giọng nói, dứt lười trên người tỏa rào quang trắng nhạt. Đúng vậy, chúng ta luôn sẵn sàng. Những đệ tử khác thấy có tây môn tuyết dẫn đầu cũng dùng dập bước lên vài bước. Thanh niên tóc xanh nghe như vậy nhìn xung quanh một chút Hôm nay bọn họ tới đây là bởi vì từng cương ngã xuống Cố ý tới khiêu khích một phen Gia tăng nhuệ khí Có điều cũng không định động thủ Chỉ là không ai ngờ Tây Môn Tuyết lại phản ứng kịch liệt như vậy Gia tăng nhuệ khí của những đệ tử còn lại Có điều hai bên đã nói tới mức này Nếu bọn họ đơn giản nhường đường Vậy còn gì là mặt mũi của khảm thủy Quang nữa Đã sớm nghe nói Tây Môn Sư muội Không chỉ có dung mạo tuyệt trần Còn có thiên tư trác tuyệt Tại hạ bất tại muốn lĩnh giáo sư muội một hai không biết sư mũi có nể mặt hay không vậy Bên cạnh thanh niên tóc xanh Một thanh niên tóc xám đi ra khỏi đoàn người Nói Người này thân hình cao lớn Trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ trên trán xuống Giống như là một con rết đỏ tươi Khá là khủng bố Ánh mắt thạch mục quét qua người này tu vi của gã ngang bằng tay môn tuyết Chỉ mới thiên vị sơ kỳ Nhưng mà sát khí trên người rất nặng Không biết là do tu luyện công pháp gì Hay là do giết chóc quá nhiều tạo thành Hóa ra là lăng khung sư huynh Không cần nhiều lời, đánh đi Tây môn thuyết nói đánh là đánh không chút chừng chừ trong tay nàng lóe lên ánh sáng trắng xuất hiện một thanh ngọc xích màu trắng bên trên tỏa ra hào quang hàng khí điên cuồng trào ra trên mặt đất xung quanh lập tức xuất hiện một lớp sương trắng đám đệ tử hai quan thấy như vậy dùng dập lui về phía sau thường hình thạch mục ở trong đám người lúc này cũng lui về phía sau theo không đợi mọi người hoàn toàn lui lại vèo vèo vài tiếng xé gió vang lên mấy chục chui băng thương dài chừng một trượng ngưng tụ trước người tây môn tuyết thanh ngọc xích trong tay của nàng cũng khẽ vung lên tất cả băng thương ầm ầm bắn ra giống như những mũi tên che ngợp bầu trời phóng về phía thanh niên mặt sẹo lan khung chẳng biết từ khi nào trong tay của lan khung đã xuất hiện thêm một thanh chiến đao màu đen cánh tay khẽ động trên thân chiến đao lập tức tỏa ra ánh đao đen kịch sắc bén hóa thành mấy chục luồng đau ảnh chuẩn xác chém lên tất cả băng thương đang đánh tới tất cả băng thương gần như cùng lúc vỡ vụn ra mảnh băng vụn bắn ra xung quanh trong đó có một số lượng lớn mảnh băng vụn không biết là vô tình hay cố ý mà bắn tới chỗ của thạch mục thạch mục thấy như vậy đang tay chụp một cái trước người lóe lên ánh sáng xanh mảnh băng vụn bay tới trước người biến mất không còn tung tích ai cũng không biết tại sao lại biến mất đồng thời thân hình lay động lui về sau hai ba mươi trượng mới dừng lại mọi người xung quanh ai nấy đều dùng thủ đoạn của bản thân mình đánh tan mảnh băng vụn có điều do quá mức đột nhiên có không ít người bị mảnh băng vụn bắn trúng. Tuy rằng không bị thương gì cả, nhưng mà quần áo trên người lại bị hư tổn. dáng vẻ có vài phần chật vật. Mấy tên đệ tử khảm thủy quan ở đối diện cười lớn, còn có mấy người đưa mắt nhìn về phía thạch mục. Làng khùng quét nhìn thạch mục một cái, sau đó thúc giục chiến đao màu đen trong tay, chiến đấu với tây mông tuyết. Có thể là do gọi ra pháp tướng võ đạo sẽ gây nên động tĩnh lớn, do vậy hai người đều không chịu hoán, chỉ dùng pháp bảo chiến đấu với nhau. Do tây mông tuyết vừa bắt đầu đã chiếm lấy tiên cơ, cho nên lúc này mơ hồ chiếm cứ vài phần thượng phong. mười trưởng xung quanh nàng có vô số hoa tuyết trắng lờ lững theo cánh tay nàng vung vẩy mà tạo thành từng làn sóng nối tiếp nhau đánh tới chỗ lan khung mỗi bông hoa tuyết đều tỏa ra khí lạnh thấu xương hiển nhiên không phải hoa tuyết bình thường lúc này trên người lan khung tỏa ra ánh sáng đen chiến đau trong tay vung vẩy như bay từng ánh đau sắc bén bắn ra tạo thành một cái lưới đau đen nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản công kích của tây môn tuyết thân hình liên tục lùi về sau ánh mắt thạch mục lóe lên công pháp của tinh lăng khung này cũng khá giống với tây môn tuyết đều là công pháp thuộc tính thủy hào quang màu đen tỏa ra đều là hào quang đen của ánh nước xem ra dường như là bị thần thông thuộc tính băng của tây môn tuyết khắc chế rồi hoa tuyết trắng quanh người tây môn tuyết ngày càng mở rộng dần dần áp chế ánh sáng đen của lăng khung đây là một môn thần thông vô cùng lợi hại mà nàng đã tu luyện kính hoa tuyết nguyệt sau một thời gian, sắc mặt Lan Khung trở nên nung nóng. Đột nhiên gã hét lớn một tiếng, trên người hát quang đại thịnh, chiến đao màu đen trong tay tỏa ra hào quang chói mắt, đột nhiên chém ra. Mấy chục quả cầu ánh sáng đen kịch to bằng đầu người từ trong ánh đao dày đặc bắn ra. Bên trên hiện lên điện quang màu đen chói mắt, phát ra tiếng nổ ầm vang, đó chính là thần thông quỳ thủy thần lôi. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, một nửa quỳ thủy thần lôi nổ tung, xé kích giới hoa tuyết quanh người tây môn tuyết rách ra một vết thương số quỳ thủy thần lôi còn lại bay về phía nàng tây môn sư muội cẩn thận sắc mặt đám người ly hỏa quan thay đổi không khỏi chảy mồ hôi lạnh thay cho tây môn tuyết đám người thanh niên tóc xanh mặt mày hớn hở lớn tiếng khen hay tây môn tuyết hừ lạnh một tiếng ngọc xích trắng trong tay tỏa ra hào quang trắng miệng không ngừng lẩm bẩm hoa tuyết màu trắng quanh người dùng dập tụ lại mấy chục đó hoa tuyết hội tụ hóa thành từng con hạt băng trắng rất sống động trong miệng phát ra từng tiếng kêu thanh thúy tay ngọc vung lên ngọc xích màu trắng bắn về phía những quả cầu sét màu đen kia ánh sáng trắng liên tục lóe lên hạt băng màu trắng liên tục vỗ cánh hóa thành một cơn lũ trắng lao tới chỗ cầu sét đen hai bên âm ầm va chạm không có tiếng nổ vang chấn động đất trời như dự tính hai ba mươi con hạt băng trắng ngay khi va chạm với quỳ thủy thần lôi thân thể lóe lên biến mất bên ngoài mấy chục quả cầu sấm sét lóe lên ánh sáng trắng sau đó hóa thành từng quả băng cầu màu trắng rơi xuống mặt đất làm sao có thể sắc mặt lan khung thay đổi hạt băng vô tay môn thuyết ngưng tụ ra không chỉ hai ba mươi con số còn lại miệng phát ra tiếng kêu lanh lảnh tiếp tục vỗ cánh chen nhau bay về phía lan khung hơi lạnh thấu xương phả tới cùng lúc đó hai tay của tay môn tuyết nắm ở trước người miệng không ngừng lẩm bẩm trên người tỏa ra ánh sáng xanh lam lóng lánh đồng thời hội tụ trước người nàng. Sắc mặt lăng khung thay đổi, hét lớn một tiếng. Dưới chân khẽ điểm, thân thể bắn ngược ra, kéo giãn khoảng cách với hạt băng. Trong mắt của gã lóe lên ánh sáng, ngón trỏ trái và ngón giữa chấp lại với nhau, quệt lên lưỡi đau, huyết quang lóe lên, ngón tay nhuốm máu của lăng khung nhanh chóng lướt trên lưỡi đau. Trong thời khắc này, trên thân đau vẽ lên một đạo phù văn màu máu vô cùng huyền ảo. Chiến đau màu đen lập tức bị một tầng ánh sáng máu bao phủ, Cùng lúc đó trên người Lan Khôn tỏa ra hào quang màu máu, từng luồng huyết sát khí khủng bố từ trên người của gã tỏa ra, khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt đã đạt tới thiên vị hậu kỳ. Thành một thế cảnh này sắc mặt thay đổi, hắn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đám đệ tử ly hỏa quang xung quanh lẩm bẩm hai chữ huyết tế, hai tay âm thầm đưa vào trong tay áo. Đám người khảm thủy quan thế cảnh này không ngừng hoang hô khen hay, chỉ có thanh niên tóc xanh kia thì khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lo âu Bí thuật này uy lực tuy lớn nhưng mà cũng khá tổn hao nguyên khí tinh huyết, có nguy hiểm khống chế sai lệch. Giữa khắc này hai bên chỉ là luận bàn với nhau, không phải liều chết chém giết. Triển khai bí thuật này quả thực là không thích hợp. Huyết hà đau pháp, huyết chiến tam giới. Trong mắt lang khung lóe lên vẻ sắc bén, hét lớn một tiếng. Chiến đau màu máu trong tay vung lên, ánh đào to lớn liên tục hiện ra, tạo thành một lưới đau dày đặc ở trước người, quét ngang phạm vi hơn 10 trượng trước người của gã hạt băng bay tới ngay lập tức bị lưỡi đau màu máu nuốt chửng dùng dập vỡ ra hóa thành vô số tinh mang biến mất không còn tung tích huyết Hà trảm lan khung hét lớn một tiếng chiến đao trong tay rung lên đột nhiên chém ra một dải lụa màu máu to chừng mười trượng bắn ra tỏa ra huyết quang chói mắt bao phủ về phía tây môn tuyết khí thế rất lớn giống như là một dòng sông máu giảng thể dời núi lấp biển mà đánh tới nơi ánh đao đi qua hư không rung rẩy nứt ra một khe nứt to lớn Tây môn Tuyết thấy cảnh này, sắc mặt có phần tái nhợt, miệng không ngừng lẩm bẩm, hai tay vung vẫy. Giờ khác này trước người nàng, ánh sáng xanh lam nhanh chóng tụ hội, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đóa hoa băng xanh lam to lớn, tỏa ra ánh xanh lam ống ánh và lực lượng kỳ hàng. Ánh mắt Thạch Mục sáng lên, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hàng khí từ trên đóa hoa băng này tỏa ra, gần như có thể so sánh với lực lượng chi âm của Cửu chuyển Huyền Công nhị chuyển. Không biết là Tây Môn Tuyết đã thi triển môn bí thuật gì. Vào thời khắc này, giải lụa đỏ máu mang theo vết nứt không gian dài hẹp bao phủ trước người Tây Môn Tuyết. Tay ngọc của nàng chỉ về phía trước, hoa băng xanh lam bay tới đón đỡ ánh đao. Hai bên va chạm với nhau phát ra tiếng nổ vang vọng đất trời. Hai luồng sáng một đỏ một lam va chạm giữa không trung, không phân cao thấp, khí lưu xung quanh quay cuồng, mọi người gần đó đều bị đẩy ra ngoài. Thần thể thạch mục đứng chắp tay, đứng yên trong cơn dung bão, trong mắt lóe lên ánh sáng vàng tuy rằng hào quang xung quanh vô cùng chói mắt nhưng mà mỗi cảnh tượng vẫn hiện rõ trong mắt của hắn ánh đau màu máu tuy rằng khí thế to lớn tới cực điểm nhưng mà bông hoa băng kia có thần thông sâu không lường được theo cánh hoa nhanh chóng xoay tròn lượng lớn hàng khí thẩm thấu vào trong ánh đau khiến hào quang trên ánh đau kia ngày càng ảm đạm Lan khôn thấy cảnh này trong miệng gầm lên giận dữ huyết quang trên người đại thịnh hai mắt cũng trở nên đỏ như máu ngũ quang vặn vẹo hiện ra vẻ điên cuồng Hai tay của gã nắm chặt chiến đau màu máu một lần nữa chém ra, lại là một ánh đau đỏ ngầm bay ra. Pháp quyết trong tay Tây Môn Tuyết liên tục thay đổi, hoa băng xanh lam tỏa ra hào quang, vút một tiếng, một tia sáng xanh lam tinh tế từ trung ương hoa băng bắn ra, dùng tốc độ nhanh như chớp bắn trúng ánh đau đỏ ngầm to lớn kia. Rằng rác, ánh đau màu máu vỡ vụn ra, khi thế của tia sáng xanh lam kia không giảm chút nào, nhanh chóng xuyên thủng bả vai của Lan Khung, một lớp băng xanh lam nhanh chóng từ vai lan tràn ra, bao trùm toàn bộ cánh tay, nhanh chóng lan ra bao trùm thân thể. Lan khung kêu to một tiếng, giống như là một con giả thú bị trọng thương, tràn ngập giận dữ, hung bạo. Gã không để ý tới băng tinh xanh lam đang nhanh chóng lan ra khắp người, đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi lên trên chiến đau màu máu. Huyết quang từ trên chiến đau đại thịnh, mơ hồ ngưng tụ thành một con huyết lông vườn quanh chiến đau. Lan sư đệ, không được! thanh niên tóc xanh hoàn toàn biến sắc gấp gáp kêu lên trong ly trần tông sớm đã nghiêm lệnh cấm tư đấu tuy rằng ngày trước khi luận bàn so đấu bình thường bởi vì tám vị quan chủ đều có thái độ ngầm đồng ý do đó cao tận trong tông, tông cũng một mắt nhắm một mắt mở nhưng hai người đã chiến đấu đến mức sống mái với nhau nếu làng khôn thực sự vận dụng sát chiêu cho dù thực sự trọng thương được tây môn tuyết thì bọn họ cũng chịu trừng phạt rất là nghiêm khắc nhưng lúc này thần trí Lan Khung đã có phần hỗn loạn như là không nghe thấy tiếng la hét của thanh niên tóc xanh nữa. Tiếng nổ ầm vang, chiến đau màu máu từ trong tay bắn ra như một con huyết dao cuồng bạo bắn tới chỗ tay mông thuyết, uy thế vượt xa hai luồng đau mang vừa rồi, xông thẳng tới chỗ tay mông thuyết. Tây mông Tuyết cảm nhận được luồng uy thế này, khuôn mặt tái nhợt, ngọc xích trong tay liên tục vung lên, ánh sáng trắng lóe lên, hàng khí trước người đại thịnh, trong nháy mắt ngưng tụ thành mấy bức tường băng tường băng vừa ngưng tụ thành chiến đao màu máu đã ầm ầm đánh tới răng rạc mấy tiếng vàng giòn giả mấy bức tường băng giống như đậu phụ ngay khi va chạm thì đã lập tức vỡ tan rồi trong mắt tay môn thuyết hiện lên vẻ hoảng hốt hiển nhiên là không ngờ uy lực của chiến đao màu máu mạnh mẽ tới như vậy dưới chừng vội vã điểm thân thể bay ngược về sau trong tay bấm pháp quyết dường như muốn thi triển thủ đoạn gì chết đi lăng khung hét lớn một tiếng hai mắt huyết quang đại thịnh hai tay nắm ở trước người ngón trỏ và ngón áp út chỉ về phía trước chiến đao màu máu tỏa ra hào quang chói mắt phát ra một tiếng rít gào giống như giả thú lóe lên đuổi theo tay môn thuyết chém xuống mọi người xung quanh đều thốt lên đúng vào lúc này một bóng người lóe lên trước người tây môn thuyết đột nhiên xuất hiện một người tóc tím lông mày tím chính là thạch mục đống giả lôi tích. hai tay hắn tỏa ra tự sắc điện mang ngón tay vừa động từng luôn kiếm khí tử điện từ đầu ngón tay không ngừng bắn ra hóa thành một lưỡi kiếm sấm sét chiến đau màu máu bổ lên cái lưới sấm sét lưới điện lập tức tan vỡ nhưng cũng làm cho thế chém xuống của chiến đau trì hoãn đi một chút lúc này tay phải thạch mục lóe lên điện quang màu tím trong nháy mắt này trảo về phía chiến đau tiếng len keng như kim loại va chạm vang lên chiến đau màu máu bị một tay thạch mục nắm lấy điện mang màu tím bắn tán loạn lộ ra bàn tay của hắn bên trên có một lớp vảy vàng nhỏ ở bên ngoài vẫy vàng ánh sáng trắng đen lập lòe ngưng tụ thành một lớp quang thuẫn chính là lớp quang thuẫn này ngăn cản hơn nữa lực lượng bổ xuống của chiến đao điện quang tán loạn chỉ trong nháy mắt ngay sau đó đã khôi phục nguyên dạng Tử sắc điện quang bao trùm lớp vẫy vàng ánh sáng trắng đen cũng bị che phủ ánh đào màu máu chậm rãi yếu bước lộ ra tình hình bên trong lời thích sư huynh ngươi tề môn thuyết nhìn thạch mục trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mơ hồ cũng có chút thất vọng đám đệ tử ly hỏa quang xung quanh biểu hiện kinh hãi ngơ ngác nhìn thạch mục không ít người trên mặt hiện lên vẻ khó tin đối diện đám người thanh niên tóc xanh sắc mặt đại biến lúc này cánh tay phải của thạch mục vung lên một luồng ánh sáng trắng mang theo lực lượng chí dương từ lòng bàn tay bắn ra mạnh mẽ đánh lên trên chiếc chiến đao màu máu chiến đao màu máu bị đánh mạnh lên bay ngược trở lại huyết quang bên trên tiêu tan không ít lan khung nổi giận gầm lên một tiếng đang muốn tấn công một lần nữa thì vào thời khắc này bên cạnh gã lóe lên ánh xanh thanh niên tóc xanh kia quỷ mỹ xuất hiện cánh tay vung lên biến ảo thành từng từng ngón tay nhẹ nhàng điểm vào các vị trí ở ngực bụng lan khung huyết quang trong mắt lan khung lóe lên nhanh chóng tiêu tan chậm rãi khôi phục lại sự tỉnh táo nửa người bên trái của hắn bị băng tinh xanh lam bao trùm thân thể mềm dũng, gần như ngã gục được thanh niên tóc xanh đỡ lấy mới có thể đứng vững không ngờ mới mấy năm không gặp Thực lực của lôi tích sư đệ lại cao cường tới như vậy Đúng là thủ đoạn cao cường Khâm phục khâm phục đó Ánh mắt thanh niên tóc xanh khi nhìn về phía thạch mục lóe lên sự sắc bén Nói Không dám nhận lời khen của lý triệt sư huynh rồi Mấy vị uy phong ở ly hỏa quan ta đã đủ rồi Trận tỷ thí ngày hôm nay chấm dứt tại đây Sao hả Ánh mắt thạch mục nheo lại không tránh né Đối mặt với đối phương miệng nói Hắn tản điện mang màu tím trong tay đi Lớp vẫy ánh sáng trắng đen trên cánh tay phải đương nhiên đã biến mất từ lâu <laughs> Hôm nay lăng khung sư đệ và tay môn sư mũi Chỉ là luận bàn tầm thường mà thôi Có điều lôi tích sư đệ đã nói như vậy rồi Chúng ta đương nhiên phải cho ngươi mặt mũi Chúng ta đi Thanh niên tóc xanh lý trị cười vài tiếng phất tay nắm lấy chui chiến đau màu máu Khoát tay Mấy người bên cạnh lập tức dẫn theo lăng khung Nhanh chóng rời khỏi nơi này Đa thả lôi tích sư huynh cứu viện. Tây môn tuyết nhìn thạch mục Trong mắt lóe lên vẻ khác lạ Chấp tay thi lễ một cái Ta giờ ngươi giống là đồng môn mà Ra tay giúp đỡ là chuyện đương nhiên Tây Môn sư muội không cần để ý đâu. Thành Mục Từ Tốn nói, gật đầu với Tây Môn Tuyết một cái, xoay người triệu hồi Bạch Hạc, thân hình lóe lên đứng ở trên. Bạch Hạc rất có linh tính, không cần thạch Mục điều khiển đã vỗ cánh bay lên, tiến về phía động phủ của mình. Những đệ tử ly hỏa quan khác dùng dập tránh đường, ánh mắt nhìn Thành Mục không giống khi trước, nhất là thanh niên cao lớn lâm động, ánh mắt nhìn Thành Mục cũng lập lòe không thôi. Chỉ là bọn họ không phát hiện ở cửa một tòa động phủ nằm trên sườn núi cách đó không xa, một thiếu phụ dung mạo xinh đẹp cô độc đang đứng. Ánh mắt nàng nhìn bốn người đứng ở trên bạch hạt trời đi, lại nhìn tây mông thuyết ở cửa sơn khúc. sau đó xoay người lại, đi vào trong động phủ. Từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh nhạt như nước, không hề có một tia gợn sống nào. Không nghĩ tới lôi tích sư đệ, ngày thường kính tiếng như vậy lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy nha, nhìn qua thì còn nằm trên tầng cương sư huynh nữa đó. Ừ, đúng vậy, lại thấy đã nhiều ngày ta không thấy lôi tích sư đệ đi lại ở ngoài á nghe nói trước đây lợi tích sư đệ quanh năm làm tùy tùng phía sau tận cương sư huynh có quan hệ không thể với tận cương sư huynh lần này tinh lang khung kia đúng là xui xẻo mới đụng phải lôi sư đệ lại nói lần này chọn lựa người tiến vào cung luân thánh khư này giống ta cho rằng ly hỏa quan ta thiếu đi tận cương sư huynh thành tích hẳn là rất kém cỏi có điều giờ còn có lợi tích sư đệ xem thì hy vọng của chúng ta rất lớn à mọi người sôi nổi nghị luận tất cả đều rất hưng phấn không ai phát hiện ra tây môn thuyết yên lặng rời đi đã lâu rồi tranh đấu nơi này tuy rằng kịch liệt nhưng cũng chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, dường như cũng không khiến các vị trưởng lão Ly Hỏa quan chú ý. Mọi người nghị luận hồi lâu cũng lần lượt tán đi, làm việc của chính mình. Hết tập 121 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.